Chào các bác, khá là nhiều bác yêu cầu em so sánh hai mẫu X90 và Q80A. Thì từ tháng 6 trở lại đây thì em đã có các clip đó rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay nhân cái dịp con X90G của Sony 6 mm nó giảm sâu, thì em sẽ cập nhật lại giá này, sau đó so sánh chi tiết lại hai cái thằng đầu bảng của Sony và Samsung trong năm 2021 để các bác xem, các bác tham khảo. Thì đang xem vào đó thì em cùng chia sẻ với các bác về cái vấn đề mua hàng, nhận hàng, rồi những cái lưu ý lên mua, không nên mua trong cái dịp này. Thì rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn đăng ký để theo dõi các video em quay review cũng như so sánh cập nhật giá các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Phần đầu khoảng mấy chục giây ở đầu clip thì em quay qua con 65X90. Nhân cái dịp nó giảm giá sâu thì em sẽ so sánh để các bác xem đối với cái thằng 65Q80A của Samsung. Đây là 65Q80A. Mẫu này thì vừa mới về hàng bên em ngày hôm nay xong. Nó cháy hàng cách đây khoảng 4-5 ngày, bởi vì đợt rồi nó xuống rất là sâu. Nhưng mà sau khi hết cái chương trình của tháng 12 thì giá thành hiện tại con này đang về khoảng 29 triệu. Tầm 29 triệu với cái mã hàng 65Q80A này. So với cả X90G thì về đặc điểm bên ngoài, rồi cấu hình bên trong thì nó sẽ có những cái gì khác, các tính năng remote, rồi hệ điều hành nó ra sao. Đầu tiên thì em cũng chia sẻ với các bác về một số các câu hỏi ngắn mà nhiều bác đặt câu hỏi này. 65Q80A có một cái lớp dán như vậy thì bóc ra có được hay không? Thì hiện tại các bác mua trên thị trường, tùy các nhà bán thì sẽ có cái thời gian lỗi đổi mới khoảng 3 ngày 1 tuần. Đấy, còn đối với Ecomat là lỗi từ phía nhà sản xuất thì sẽ được đổi mới trong 1 tháng đầu, tức là 30 ngày đầu tiên. Là mới mua trong 1 tháng đầu ấy thì cũng không lên bóc cái này ra. Nên là các bác lưu ý nhá, còn sau khoảng một thời gian 1 tháng thì các bác có thể bóc ra được. Đây chỉ là cái tấm dán màn hình bảo vệ trong quá trình di chuyển hay là quá trình đóng hàng thôi. 65Q80A cũng là dòng TV có sở hữu công nghệ LED lên. Và thằng này so với cả thằng Q70A thì Q80A sẽ cũng có tần số quét 120, tần số quét cao hơn cả Q60. Còn Q70 thì giống Q80 là cùng tần số quét 120Hz. Nhưng thằng Q80A này sử dụng cái công nghệ Direct Full Array, kiểm soát đèn lên cục bộ cho cái độ sâu cũng như độ tương phản vượt trội hơn Q70A. Q70A thì chưa phải là công nghệ LED lên, nó chỉ là LED viền thôi. Quay trở lại so sánh với cả 65X95G. 65X95G của Sony thì có giá thành sau khi trừ hết quà nó khoảng sấp xỉ khoảng hơn 27 triệu một chút. Còn thằng này là 29 triệu, nó chênh nhau khoảng 2 triệu. Thì trước tiên các bác sẽ phải phân biệt rõ ràng về cái hệ điều hành sử dụng trên hai cái thằng TV này. Của Samsung thì nó chạy hệ điều hành TizenOS phát triển riêng bởi Samsung. Cái hệ điều hành này thì nó sẽ có cái điểm khác biệt so với cả với cái hệ điều hành Android trên thằng X90. Hệ điều hành TizenOS ở trên Q80A thì đơn thuần đó là tích hợp sẵn các cái ứng dụng giải trí, các chương trình để các bác xem truyền hình, xem thể thao, xem phim truyện. Các bác không thể tải thêm được các chương trình ngoài, bên ngoài của TV. Các bác không thể cắm USB tải các file APK để có thể thao tác thực hiện như trên hệ điều hành Android. Đấy là các cái mà các bác cần phải lưu ý. Thứ hai là trên thằng Q80A này ấy, thì cái hệ điều hành nó dùng rất là đơn giản. Nên là các bác mà mua TV cho người không am hiểu công nghệ, cho ông bà có tuổi, cho gia đình có trẻ nhỏ và muốn một chiếc TV nó ổn định theo thời gian, không cần phải quá mất công trong cái việc cải thiện cũng như là nâng cấp hệ điều hành ấy, thì các bác có thể lựa chọn cái mẫu này. Tuy nhiên thì nó đang đắt hơn. Đấy, cái điểm khác biệt thứ hai trên Q80A đó là con này thì nó tích hợp thêm một cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời này thì sẽ không dùng pin, mà đơn thuần là các bác để pin ra ánh nắng mặt trời hoặc các bác sạc pin thì nó sẽ tự động là nó đầy thôi. Dùng nó sẽ dễ, không tốn pin, không hao pin, điều khiển bền hơn, xịn sò so với các cái dòng TV đang bán trên thị trường. Chân đế thì chân đế nó là chân đế kim loại chống chính giữa, nên là mặt kệ ngắn hay dài thì cũng không quá là quan trọng. Nhưng mà em khá là thích với cái thiết kế, cái hình dáng bên ngoài bóng bẩy, vuông thành sắc cạnh,
tràn 3 viên như trên thằng Q80A. Đấy thì bây giờ em sẽ di chuyển qua con X90G để mọi người xem, để so sánh hai cái thằng này. Quay trở lại với cả X90G, giá thành con này trừ hết quà, sau khi trừ hết về còn khoảng 27.050.000. 27.050, rẻ hơn khoảng 1.950.000 so với cả cái thằng 65Q80A. Cũng sở hữu thiết kế tràn viên ba cạnh này. Tuy nhiên thì chân đế không phải chân đế chính giữa như kiểu của Q80A. Nó là chân đế chữ V chống theo kiểu truyền thống, chân đế chống hai đầu. Đây, chữ V úp ngược. X90G thì sẽ có chip xử lý khá là mạnh mẽ. Con chip này là con chip TB, có con chip trí tuệ nhận thức đầu tiên trên thế giới với khả năng xử lý từng cái mảng một. Đầu tiên là nó xử lý cái độ tương phản. Thứ hai là xử lý cái màu sắc và độ bão hòa. Thứ ba là xử lý về cái chuyển động mượt mà của các khung hình. Cuối cùng là xử lý cái âm thanh phát ra cùng hình ảnh. Con chip XR này nó thay thế cho cái thế hệ chip X1 4K HD cũ trên các dòng TV. Mà năm nay trên các dòng X86 của Sony cũng vẫn đang tích hợp. Con chip này nó sẽ xử lý cái hình ảnh, các nguồn tín hiệu đầu vào, nâng cấp lên cái chuẩn gần 4K. Màu sắc ở trên Sony nó sẽ không quá tươi, không quá sáng và rực rỡ như trên Q60A. Về cái công nghệ LED lên ấy, thì thằng này cũng đã có công nghệ Full Array LED, kiểm soát đèn lần cục bộ tương tự như trên Direct Full Array của thằng Q80A rồi. Nên là độ sâu của màu đen hai thằng này về cơ bản thì nó sẽ có cái độ tương đồng. Tuy nhiên thì về khung hình thì các bác xem hình ảnh của Sony nó sẽ chân thực hơn, không quá tươi, không quá rực về cái gam màu thể hiện trên cái khung hình. Hai thằng cùng có tần số quét 120Hz. Nhưng mà con này thì nó sẽ có một cái khác biệt là nó thêm cái công nghệ Motion Clarity. Nó xử lý các cái chuyển động, nó cho những cái khung hình vượt trội và mượt mà. Cái điểm khác biệt cái thằng này nó có nữa, đó là thêm cái công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay, tích hợp chơi ảo mà các bác không cần sử dụng điều khiển. Các bác đứng trước TV ra lệnh các câu lệnh thì nó sẽ ngay lập tức nó nhận lệnh của các bác, tăng giảm, tắt bật, khởi động rất là dễ dàng và mượt mà. Cái điểm vượt trội thứ hai đó là nó sử dụng hệ điều hành Android. Cái hệ điều hành Android này nó sẽ phù hợp với các bác ưa thích tìm tòi, khám phá, trải nghiệm hệ thống các ứng dụng. Hàng ngàn ứng dụng được tích hợp trong kho ứng dụng của Google, nên là các bác có thể tải thêm từ những ứng dụng xem phim, xem truyền hình, các ứng dụng thuần túy mà người Việt hay xem, hay là các ứng dụng của nước ngoài đều được tích hợp trong cái kho ứng dụng của Google. Search Play của thằng Sony thì nó show toàn bộ các ứng dụng hay là các chương trình được nhiều người xem đề xuất ra bên ngoài. Tức là những cái chương trình mà các bác hay xem là một này, các ứng dụng được nhiều người truy cập, những bộ phim, những cái chương trình hot và đang được đề xuất phổ biến ấy, thì nó sẽ xuất hiện ra bên ngoài. Đấy, show trực tiếp ra bên ngoài để các bác có thể dễ dàng nắm bắt được xu thế. Còn đối với của Samsung thì không, Samsung thì nó giấu ở bên dưới menu. Nên các bác muốn xem gì, muốn tìm gì thì ở bên dưới menu đó thì các bác show, các bác vào đó các bác tìm thôi. Cái điểm thứ ba khác biệt nữa là X90G có chạy ảo rất là mượt, chạy ảo, sử dụng chạy ảo tiếng Việt. Còn đối với Samsung mà các bác tìm kiếm ở trong YouTube hoặc các bác sử dụng chạy ảo của Google thì nó sẽ không được nhanh, không được nhạy như trên X90G được. Đấy, thì cái việc rẻ hơn trong cái thời điểm này cùng hệ điều hành Android tùy biến với kho ứng dụng đặc sắc và phong phú, cũng như là công nghệ nó cho cái chạy ảo vô cùng thông minh và dễ dàng sử dụng ấy, thì đây sẽ là cái trải nghiệm mà với mà các bác đã là fan của Sony một, thứ hai muốn trải nghiệm những cái tính năng vượt trội cao cấp ấy, thì các bác có thể lấy con X90G trong thời điểm này. Đấy, còn về các cái tính năng kết nối với các cái thiết bị ngoại vi, từ màn hình của điện thoại hay laptop trình chiếu lên thì hai thằng này đều hỗ trợ rất là dễ dùng rồi. Về thời gian bảo hành thì cùng thời gian bảo hành 2 năm. Sony thì xuất xứ Malaysia, còn Samsung sản xuất tại Việt Nam. Đấy, thì tại Ecomart thì đều đang bán hai sản phẩm này, bảo hành lắp đặt miễn phí trong nội thành. Còn các bác ở trên toàn quốc thì bên em sẽ đóng hàng rồi giao hàng qua các đơn vị vận chuyển của Viettel. Thì các bác có thể gọi trực tiếp hotline của Ecomart 0974 178586 hoặc bình luận bên dưới video, em sẽ hỗ trợ mọi người. Cảm ơn mọi người.